Thế luôn. Hôm nay mình sẽ chỉ tải Melon Pelagerson mốt nhá. Đầu tiên bạn phải vào YouTube. Nhập mốt mà bạn muốn. Khúc này mình tìm mốt. These are the most popular mods for Melon Playground. Number 5. Infected Watermelon Monster. Consists of different parts. Can be disassembled and assembled. There is a glow effect. Number 4. A big pack for the popular. Hoặc là bạn ghi tên một YouTube có làm về Melon Pelagerson mốt, như anh này. Bấm vào dòng chữ màu xanh dương. Nó sẽ tự tải về. Khúc này bạn cần sa. Bấm vào mốt mà bạn đã tải. Vào Melon Săn Bắt. Chọn phân Mandergear. Chọn Download. Chọn mốt mà bạn đã giải nén vào tên lưu trữ. Rồi chọn con nhân vật. Nó sẽ xuất hiện ở đây và nhớ đợi nó load xong mới chi si cò thì nó sẽ mất.